Mua xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn là chiếc Kia Sedona phiên bản máy 2.2, máy dầu, sản xuất năm 2019. Xe có ngoại thất màu đen, nội thất ghế ra là màu kem. Với chiếc xe này đã làm bánh với quãng đường 55.000 km. Với chiếc xe đăng ký tên công ty có xuất hóa đơn cao, biển Hà Nội. À, còn đẹp xuất sắc, cam kết là nguyên zin, không đâm va, đâm đụng, ngập nước check test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Về tổng thể của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua trong clip em cập nhật rất là rõ ràng đầy đủ từ những phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe đến nội thất bên trong của chiếc xe để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin rõ ràng về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Đây là những cái chi tiết ở phần đuôi xe và những cái phần về kiểu dáng của chiếc xe anh chị có thể thấy là nó rất là dài rộng là cái không gian ngồi cũng như là chiếu đồ của chiếc xe thì rất là tuyệt vời cho gia đình đông người hay phục vụ công việc. Với phiên bản em đang giới thiệu anh chị và các bạn thì nó sẽ có sự thay đổi về những phần tay mở cửa ở cánh cửa hàng ghế thứ hai. Trước đây thì anh chị và các bạn phải kéo lẫy nhưng hiện tại bây giờ mình chỉ cần bấm nút thôi nó sẽ tự động à, kéo cửa mở cửa ra cho anh chị và các bạn có thể lên xuống một cách dễ dàng. Ở phần đầu xe thì nó sẽ nổi bật như đèn chiếu sáng dạng bi và đèn gầm được trang bị bốn bóng bi led tất cả các chi tiết của chiếc xe thì anh chị có thể thấy ở phần cản trước của chiếc xe nó vẫn rất đẹp với tính năng an toàn nó có trang bị cảm biến phía trước đầy đủ cho anh chị và các bạn rồi đây là những phần như là nốt sơ uh, nóc của chiếc uh, xe của chiếc xe anh chị nhé sơ cua thì nó nằm bên dưới các chi tiết về phần uh, ghế ngồi cũng như là chất lượng về không gian khoang uh, lái của chiếc xe anh chị và các bạn có thể tham khảo với ghế ngồi chỉnh điện này các phím chức năng này đây là những phần như là thông tin về năm sản xuất của chiếc xe, xuất xứ thông tin rõ ràng, đầy đủ. Chất lượng mã ghế cũng như là cái phần là vô lăng củ số của chiếc xe để anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Đấy, đây là những cái phím bấm chức năng của chiếc xe anh chị và các bạn có thể nhìn qua. Tất cả các phím bấm chức năng của chiếc xe nó vẫn còn rất là rõ ràng, đầy đủ. Màn hình giải trí này, đề nổ start-up này, rồi là các phím điều chỉnh chức năng của chiếc xe cần số này rồi là sấy ghế sấy vô lăng đấy những tính năng tiện nghi option của chiếc xe nó rất nhiều xe thì có trang bị cửa lùa điện phía sau với những cái tính năng tiện ích của chiếc xe nó mang lại ở hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có một cái không gian chính giữa cho anh chị và các bạn có thể đi vào lên hàng ghế thứ ba không gian ngồi thoải mái rộng rãi xe thì có rất nhiều cách để anh chị và các bạn có thể mở cửa ở hàng ghế thứ hai đây là ghế ngồi hàng ghế thứ ba của chiếc xe anh chị này Đấy tổng thể chi tiết của chiếc xe em quay rất là rõ ràng à, Trần xe đây Với phiên bản này nó chưa phải là phiên bản full Với bản full thì nó sẽ có chức năng nhớ ghế và cửa sổ trời Bản này em đang giới thiệu anh chị và các bạn là phiên bản thường thôi Đấy, Những cái chi tiết về phần chứa đồ của chiếc xe anh chị có thể thấy qua Nó rất là rộng rãi anh chị nhé Mặc dù mình ngồi đủ à, 3 hàng ghế Nó vẫn có một cái không gian rất lớn để anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ với cái mức giá bán của chiếc xe Kia Sedona phiên bản máy 2.2 máy dầu sản xuất 2019 đăng ký tên công ty đang chào bán cho anh chị và các bạn một cái mức giá là 765 triệu giá này vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ sang tên check test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu Đây, một mẫu xe rất đẹp anh chị ạ à, 7 chỗ ngồi phục vụ gia đình đông người rất là tuyệt vời đi đường dài anh chị và các bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi và cái không gian bên lái của chiếc xe cũng như là bên phụ em đều quay rõ ràng chi tiết từng phần để đảm bảo anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát. Sau khi anh chị và các bạn xem qua clip mà mình cần hỗ trợ xem rõ hơn, cụ thể hơn ở những cái phần nào trên chiếc xe thì mình có thể kết bạn để em có thể gửi chi tiết cho các bác. Về cơ bản chiếc xe này thì bác chủ bác không có độ đẽo gì cả. Hiện trạng của nó thì vẫn còn là nguyên bản đầy đủ các chi tiết từ trong ra ngoài và phần máy móc của chiếc xe nó như này thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về phần máy móc với khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng cho anh chị và các bạn là khối động cơ là máy 2.2 máy dầu với 16 van giúp cho anh chị và các bạn có những cái trải nghiệm về cái khả năng di chuyển cũng như là vận hành rất là tuyệt vời và mức giá bán em đang chào bán anh chị và các bạn là 765 triệu giá vẫn còn giảm và thương lượng rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ rất mong các bác có thể là quan tâm ủng hộ đăng ký kênh nhấn chuông để nhận các video em cập nhật sớm nhất